sáng giờ mấy bà có thấy ví dụ mà chồng của bà Hằng vô ngục lên livestream không? Nó quá trời nổi không mấy má, tôi tóm gọn lại cái drama đó cho mấy bà nghe nè. Bà nào nhiều chuyện mà nghe không hiểu ha, tôi tóm lại rồi cho nghe nè. Là ý của ổng nói á, là vợ của ổng đi làm mà cũng giống như là tới bây giờ còn chưa về nhà, điện thoại nhắn tin không nghe. Đó, sau đó là ổng mới nói á, đối với ổng á thì ổng rất là kiểu như là đau lòng vợ ổng là tại sao phải làm như vậy, hiểu không? Rồi á là đối với ổng á là kiểu như là đi bà này là đi ra đường á thì nói chuyện với người khác là mặt mày vui vẻ hớn hở hớn hở ha, còn về tới nhà là mặt mày ủ rũ kiểu như buồn bã, kiểu như là bực dập trong người ở nhà kiểu gì á, tính kiểu như ổng diễn tả vậy mấy bà hiểu không? Đó, rồi xong á ổng mới nói á, đối với ổng á trong mắt ổng á là tất cả mọi người dù là bạn bè về mấy người này nói chuyện ổng không hiểu, dù là bạn bè nhưng mấy trong mắt ổng là mấy người này vẫn là nam, ổng không thích điều đó, nên thành ra tới là để bây giờ là ổng chịu hết nổi rồi, ổng phải bộc phát cái cơn ghen của ổng lên, mấy bà hiểu chưa? Rồi ổng nói là nếu được á thì ở tiếp, còn không được nữa thì có gì thì mình làm ly dị kiểu gì, chứ con bà còn nhỏ. Thì tôi nói mấy bà nghe nè, không có lửa thì không thể nào có coi cái clip đầu tiên của ổng hen. Trước đó là ổng đã có một cái clip là ổng nói nào là nè mấy bay thấy không, vợ tao nè nó là vậy nè, tao thấy tao còn thấy rất là đau lòng abcd này nọ tùm lum tà lá hết. Mà tôi nói mấy bà nghe, công việc mà gì miếng cơm manh áo mà, thì tôi nói thẳng mấy bà nè, bà này mà bà không có hết đi ai mời bà, ngồi đó mọc râu đi, không ai mời đâu nha ba. Đó, còn giờ vợ mình nó có được chút tiếng tăm, mà trong khi đó mấy bà biết làm trong cái nghề này mà tuổi thọ nó rất là ngắn, nó đâu phải là nghề tay chân mà kiểu như thủ công chẳng hạn như về nghề tay nghề đâu, mà tay nghề nó theo mình suốt cuộc đời. Cái vụ mà nó hết lên theo kiểu là cộng đồng mận này là nó có thời gian, một thời gian sau á mà kiểu như lâu quá nhờn quá là nó kiểu như là nó nọ nữa thì ai mà giờ đang hết thì nhãn hàng này nhãn hàng kia là có tên có tuổi người ta mà, đúng không mấy bà? Bởi tôi nói nha, không biết mấy bà nhìn thấy ổng sao chứ tôi nhìn thấy ông này tôi biết ông này là thuộc dạng là nhỏ mọn á, ghen là kiểu như ghen hàm hồ á, thở giờ đã người ta là đối tác người ta làm ăn mà ổng còn đi ghen nữa. Thì tôi nói thiệt với bà luôn nha, bà này á bả mà không kiếm ra được tiền á mà ổng ở nhà ổng nuôi chắc có nước nuôi như nuôi kiển vậy đó, chứ không có cho bà này ra đường đâu. Tôi nói thiệt với bà luôn á, trời đất ơi, không hiểu là cái ông đang suy nghĩ cái gì trong đầu luôn nữa. Đó, tóm gọn cái đầu đà mai vậy thôi ha. Nhưng mà tôi nói luôn nè, ai nhắn gửi được tới ổng thì nhắn giùm tôi một cái, gửi đến chồng của bà Hằng Du Mục nè, Lý Hào Lão Bành quý sĩ cơ duyên nặng đến đợt của khả năng qua khóa gì miếng năm hào ho lý thiên tâm biển bài cho hào lúc thiên bút biển bài cho xoan lại ra của khăn tao trai hoàng lộ hình to đến sự kiện thế thì của lên mỹ ra thì mình làm cái công phố được cảm chính ha, thì mình làm cái đó sự chiến tuy hào trai già chuyện chuyện là cái gì mà tôi phan si hoàng lộ, cái hoàng lộ sĩ bảo tao lại được thay đổi lẻng lẻng men im men li nằm im li mai men cho sự tuôn này được xoay lên hào lại chơi huy chẳng tao thì mình hình hào là ta sẽ bút hào đấy thằng mình huy thảo luôn tao thì mình chỉ tôi tiêu nền xoay đây chứ tổng công ty sản tiêu này là sự chính này đó, nị bây giờ trai sang bên thì bên chàng thì sớm sự chu mấy cái nắng hay tôi sự chu tôi là sự chuẩn bị giáo sĩ sự chu bơ lơ chứ sự xoan lý mau đó sự chu là yêu ấy thật tôi cân ở nó sẽ ta sản phẩm lại cho nó tổng chứ bộ tôi bất sự cân nắng hay chỉ quán chỉ bắp thì men enjoy sự bất sự xoay xoay đây nị chàng sản phẩm tông sĩ của lớn huế thì nó cho là nị sự chu chẳng chỉ sự bất tuy là còn nếu nị là phố bút hồi thì mẹ chị bút hồi nị là tên hoa à bút tả tên hoa hồi lại cái nị à sự tha đó thọ但是他的错没有像你那么严重的错，我认为是这样啦，这样子啊，拜拜。